Chú khuyên cháu là nên không vào, sau này nó có cái gì, có cái gì chứ có không phải là ảnh hưởng sức khỏe, nó có cái gì về tâm linh thì cháu suy nghĩ lại, bầu chú không bảo. Thế là có nghĩa là có rất nhiều người đã đến đây rồi, mà và đã chứng kiến rồi đúng không ạ? Người ta cũng muốn khám phá tìm hiểu xem cơ, mà người ta được lời người ta khuyên như thế thì người ta cũng không quay nữa, không tìm hiểu nữa. Thế là người ta đều sợ phải ra về đúng không chú? Chả biết có sợ không, người ta kiêng. Người ta kiêng. Về tâm linh mà. Giữa cái thật với cái tâm linh, bây giờ kể cả đạo Phật với đạo ấy là người ta cũng vẫn, nhà nước cũng không phân biệt được bên nào là đúng bên nào là sai nữa. Nhà nước vẫn cho phép là nhân dân ta thờ cúng tâm linh, thờ cúng đạo Phật, thờ cúng các cái như ở trong Nam đúng thì rồi, là nó có đạo Cao Đài, đạo Thiên Chúa, nói chung là nhà nước không cấm, mà đây cái tự do tín ngưỡng thì chú bảo thế thôi, cháu cái quyền của cháu. Cháu hiểu, cháu cảm ơn chú nhiều. Không có gì. Thì tâm linh nó luôn huyền bí chú nhỉ. Rồi. Có phải là ai nhìn thấy đâu, nếu ai cũng nhìn thấy thì không ai dám báng bổ. Rồi. Nhưng mà nó huyền bí một cái là có người nhìn thấy, có người không. Thế nhưng mà chú có tin vào tâm linh không? Có tin chứ. Phải tin. Vâng. Vì cái này nhà nước còn phải tin cơ mà. Công nhận không? Dạ cháu cảm ơn chú. Đúng chú ạ. Thì đấy, các cụ ta thì cũng từ ngày xưa đến bây giờ rồi, cả hàng trăm hàng nghìn năm rồi, đã có thờ có thiêng có kiêng con anh, đúng không chú? Đúng. Trước là cúng sau là ăn. Cái đấy thì mình cũng nên là tưởng nhớ đến các cụ, là cái đấy là chuyện quá bình thường. Thì cháu cũng cảm ơn chú là hôm nay là cháu đi ngang qua đây thì cháu lại được gặp chú, thì chú cũng đã cho cháu rất nhiều những cái lời khuyên tốt đẹp. Thì cháu cũng chúc chú cùng gia đình luôn mạnh khỏe, bình an. Và đầu tiên là sức khỏe chú nhá. Rồi, chú cảm ơn. Con người ta có sức khỏe là có tất cả. Vâng. Dạ. Thì mọi người ạ, chú đang đi câu. Thì cháu gặp được chú thì chú cũng có đôi lời muốn khuyên bảo và nhắc nhở cháu, thì cháu cũng rất mừng. Cháu Hiếu xin chào tất cả mọi người. Lời đầu tiên cho cháu Hiếu xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến đại gia đình nhà mình. Chúc đại gia đình nhà mình luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc bên gia đình. Thì mọi người ơi, hôm qua cháu có việc nên cháu không ra được video. Cháu cũng rất mong đại gia đình nhà mình hiểu và thông cảm cho cháu. Thì cháu cũng xin chân thành cảm ơn đại gia đình nhà mình. Có rất nhiều cô dì chú bác đã điện và nhắn tin cho cháu hỏi thăm là Hiếu hôm nay ốm mà không thấy ra clip. Thì cháu cũng xin chân thành cảm ơn đại gia đình nhà mình ạ. Thì mọi người ơi, hôm nay sức khỏe của cháu nó đã ok rồi, là cháu đã quay lại cái vị trí ngôi nhà hoang mà hôm cô gái đang ngủ. Thì lúc cháu rẽ vào cái đường ngoách để đi vào đây thì còn tầm độ 500-700 mét nữa thì cháu đã gặp một chú ngồi câu cá ở trong đấy. Thì cái con đường mà để đi vào cái nhà hoang nó chỉ có duy nhất một con đường thôi. Thì chú ấy ngồi câu ở đầu đường mọi người, và chú ấy đã hỏi cháu là cháu ở đâu đấy mà đi vào đây làm gì. Cháu bảo là cháu đi vào trong này khám phá tâm linh chú ạ, tại vì cháu thấy trong này có căn nhà hoang. Thì chú đã nói và chú đã khuyên cháu mọi người, chú đã bảo là theo chú thì mày đi về đi, không nên vào trong đấy làm gì. Thì cháu đã hỏi thì chú bảo là cũng có rất nhiều người đến và đi qua đây đã chứng kiến rất nhiều điều về tâm linh ở căn nhà hoang này. Thì cháu cũng chưa nói với chú đấy, thế nhưng mà cháu muốn xem để chú ấy nói như thế nào. Thì cháu hỏi chú bảo là ý là nó có những hiện tượng gì ấy như thế nào. Thì chú bảo là tóm lại là cháu đoán là chú này biết rõ về căn nhà này như thế nào, vì là có rất nhiều người, chắc người ta đã được chứng kiến và có những cái điều đã xảy ra. Thế nên là chú đã khuyên cháu là đi về, đừng đi vào trong đấy làm gì.
thì cháu cũng xin chân thành là cảm ơn chú ấy, là chú ấy cũng đã nghĩ và lo lắng cho cháu. Thì mọi người hiện tại là cháu đang ngồi cách cái căn nhà này hoang đấy tầm độ 500 mét. Thì cháu muốn chia sẻ với đại gia đình đôi lời, khi nào đến thì cháu lại tiếp tục quay video cho mọi người. Thì cháu cũng rất hy vọng hôm nay cháu đến thêm một lần nữa bằng tất cả cái tấm lòng chân thành của cháu. Và cháu cũng rất hy vọng và mong muốn là từ hôm đấy đến hôm nay cũng 3-4 ngày rồi, cháu cũng mong là cô gái ở căn nhà hoang đó sẽ hiểu được cái tấm lòng của cháu, hiểu được cái sự chân thành của cháu, để đón nhận cháu, để cháu có thể chia sẻ cũng như trợ duyên giúp đỡ cô đấy. Chứ cô cứ mãi đánh đập cháu thì cháu sẽ không giúp được cô đấy và cháu sẽ bỏ mặc cô đấy luôn. Thế là cháu đã quyết định và hôm nay cháu vẫn đến thêm một lần nữa. Thì cháu hy vọng là hôm nay cháu đến sẽ được đón tiếp. Thì bây giờ cháu sẽ dừng máy để cháu tiến vào trong căn nhà. Khi vào đến căn nhà thì cháu lại tiếp tục quay cho đại gia đình nhà mình nhé. Mọi người ơi, hiện tại cháu đã có mặt tại căn nhà hoang. Ở đây vẫn là khu vườn, nhưng mà có một điều rất đặc biệt mọi người. Gần như hôm nào cháu đến đây thời tiết cũng rất là u ám, kiểu như là muốn đổ cơn mưa ấy mọi người ạ. Hôm nay thì cháu vẫn chưa thấy có gì thay đổi. Vẫn là sự im ắng mọi người ạ. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Hỡi vong linh đang ngủ ở đây, hôm nay tôi lại tiếp tục trở lại đây, vẫn với cái lòng chân thành chân thật là muốn trợ duyên cũng như giúp đỡ vong linh. Còn ngoài ra tôi không có ý định gì xấu hay làm hại vong linh cả. Thì tôi cũng rất mong là vong linh còn ngủ ở nơi đây, nếu nghe thấy tiếng của tôi và nhìn thấy tôi đến đây, tôi rất mong là vong linh hãy hoan hỉ đón nhận tôi. Vì như vong linh cũng đã biết, tôi đến đây hôm nay cũng là lần thứ 3 rồi. Thì như vong linh cũng đã biết là tôi đến đây hoàn toàn không được lợi gì, nhưng lại vẫn cả bị đánh. Và tôi vẫn quyết định trở lại đây thêm một lần nữa. Với cái ý định là tôi muốn trợ duyên cũng như giúp đỡ vong linh thôi. Thì tôi thưa với vong linh, như vong linh cũng đã biết là tôi không phải là người bình thường, vì tôi được bề trên ban cho năng lực cũng như pháp bảo, và tôi có thể nhìn thấy và giao tiếp được với vong linh. Thì tôi cũng mong là vong linh sẽ hiểu cho tôi
là tôi đến đây hoàn toàn là với cái tấm lòng chân thành và chân thật. Và tôi cũng thưa với Vong Linh là hôm trước Vong Linh cũng có nói với tôi là thầy Pháp. Thì tôi thưa với Vong Linh, tôi không phải thầy Pháp, mà tôi chỉ là người bình thường thôi. Nhưng tôi hữu duyên được bề trên ban cho chút năng lực cũng như pháp bảo để tôi đi trợ duyên cũng như là giúp đỡ những cái Vong Linh còn đang vất vưởng, đói khát, không nơi nương tựa. Thậm chí những cái Vong Linh đã nằm đường, lạc bước, có thể làm những việc ác, nhưng được bề trên soi xét vẫn muốn để cho những Vong Linh có thể quay đầu nằm bờ. Thì tôi rất mong và hy vọng hôm nay tôi trở lại đây với toàn bộ những cái tấm lòng chân thành chân thật của tôi, thì tôi biết Vong Linh vẫn còn ngủ ở nơi đây. Nếu Vong Linh nghe thấy tiếng của tôi và nhìn thấy tôi thì hy vọng là Vong Linh hãy hoan hỉ để tôi có thể trợ duyên cũng như giúp đỡ Vong Linh. Chứ tôi không có ý định gì làm hại đến Vong Linh cả. Như Vong Linh cũng đã biết, tôi đến đây lần này là lần thứ ba. Hai lần trước tôi bị Vong Linh đánh đuổi rất dữ, mà tôi hoàn toàn không chống trả lại Vong Linh. Chỉ có duy nhất là lần thứ hai là Vong Linh đánh tôi dữ quá, là tôi đã dùng bát quái và đánh lại Vong Linh. Thì tôi biết là Vong Linh sẽ bị đau và ảnh hưởng đến sức khỏe. Thì tôi rất mong là Vong Linh hãy hiểu cho tôi. Mọi người ơi, hôm nay cháu vào được cả trong căn nhà này mà hiện tại chưa thấy hiện tượng gì cả mọi người. Thì cháu đoán là cô gái này đã hiểu cái tấm lòng của cháu, vì cháu cũng đã nói toàn bộ tất cả những cái mong muốn của cháu là đến đây để làm gì, như thế nào. Thì cháu hy vọng là cô gái sẽ hiểu cho cháu cái tấm lòng của cháu. Thì bây giờ cháu sẽ tìm chỗ để cháu làm lễ xin thần linh thổ địa, cũng như là muốn gửi đến Vong Linh một nén nhang thơm nhé. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Con hãy chín phương trời, mười phương Phật, chư Phật mười phương, con lại các thần linh thổ địa ngụ tại khu đất này, ngụ tại căn nhà này, hãy về đây chứng lễ phù hộ cho con. Hôm nay đến đây với cái tấm lòng để có thể giúp đỡ, trợ duyên cho cô gái, thì con rất mong là hôm nay con đến đây cô gái có thể hoan hỉ đón nhận tình cảm của con, không như hai lần trước, để con có thể trợ duyên cũng như giúp đỡ cô. Thì con lại các ngài ngồi cao chiếu xa, hãy linh thiêng phù hộ giúp con. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Thì hỡi Vong Linh, cô gái đang ngụ tại nơi đây,
Nếu cô đã biết và nghe thấy tất cả những lời tôi nói thì tôi xin cô hãy hoan hỷ xuất hiện để cho tôi có thể giao tiếp với cô, để tôi có thể trợ duyên cũng như giúp đỡ cô. Còn tôi đến đây thì tôi nghĩ cô cũng biết là tấm lòng của tôi không có ý định gì làm hại hay làm xấu cô cả. Hỡi vong linh, tôi biết là cô đang dõi theo tôi, thì tôi xin cô hãy hoan hỉ đón nhận cái tình cảm của tôi. Tôi chào cô. Thế là hôm nay cô đã hiểu cho tôi đúng không? Thì tôi thưa với cô, thì hôm nay tôi đến đây cũng là lần thứ ba rồi. Hai lần trước tôi đến đây thì cô đánh đuổi tôi rất dữ, và tôi cũng đã cố gắng nhẫn nhịn để tôi có thể trợ duyên giúp đỡ cô, nhưng tôi càng nhịn bao nhiêu thì cô lại càng nấn tới bấy nhiêu, thì tôi bắt buộc mới phải đánh cô. Đấy, thì tôi biết là khi cô đã trúng bát quái của tôi thì cô cũng sẽ rất đau đớn và ảnh hưởng đến sức khỏe của cô, ảnh hưởng đến linh hồn của cô. Thì đấy cũng là cái điều mà tôi không bao giờ mong muốn, vì tôi nhận lệnh của bề trên đi trợ duyên cũng như giúp đỡ tất cả các vong linh mà bề trên đã cho tôi nhìn thấy, nghe thấy hay thậm chí trong mơ của tôi thì là đều do bề trên đã sắp xếp, thì trong đó có cả cô. Thì theo tôi thấy cô cũng chưa đến nỗi mà phải hóa thành quỷ hay như thế nào cả, nên tôi cũng chưa phải dùng biện pháp mạnh với cô. Thế nhưng do cô ép tôi nên tôi đã bắt buộc phải đánh lại cô. Thì tôi cũng rất vui, rất mừng là hôm nay tôi đến đây được cô đã hiển linh và giao tiếp với cô, với tôi. Thì bây giờ cô đã hoan hỉ cho tôi nhìn thấy và giao tiếp với cô như thế này, thì cô có thể cho tôi hỏi về câu chuyện của cô được không? Đấy, thì như thần linh thổ địa đã sang thai máy tiếng cho tôi ấy, là tôi nhìn thấy cô bị một người đàn ông giở trò đồi bại, có đúng không? Thế nhưng mà tôi đang thắc mắc một chút nữa, sau đó tôi lại nhìn thấy là căn nhà của cô bị bốc cháy và cô bị chết trong đấy đúng không? Thì bây giờ cô hãy bình tĩnh nhé, cô hãy bình tĩnh nghe tôi hỏi này. Cái đầu tiên là cô cho tôi hỏi cô tên là gì và cô đã chết lâu chưa? Thì tôi chào cô Bông nhá. Thì thế là cô đã chết gần 100 năm rồi. Thế thì cô cho tôi hỏi là cô chết trên cái khu đất này hay là như thế nào? Thế là cô không phải là chết ở khu đất này đúng không, mà là đằng xa kia nó có một cái sông đấy phải không? Thế là cô đã trôi dạt và ngụ về đây à? Thế bây giờ cô cho tôi hỏi này, cái người đàn ông mà giở trò đồi bại với cô đấy
Là ai? Như thế nào với cô? Cô cả đấy. À, thế có nghĩa là cô sinh ra gia đình cô là nghèo khó đúng không? Thế là đã muốn là gả cô vào một gia đình gọi là có điều kiện một chút để cô đỡ vất vả. Đấy là cái mong muốn của bố mẹ cô đúng không? Thì tôi hiểu cái mong muốn đấy. Thế nhưng mà cô nói là chồng cô bị bệnh về đầu óc, có nghĩa là ý là kiểu như là trí nhớ nó không tốt à? Hay là người tâm thần hay là người động kinh như thế nào? À, thế là chồng cô là bị động, thỉnh thoảng lên cơn động kinh đúng không? Thế là thế nhưng khi cô lấy về thì cô mới biết hay là biết rồi mà cô vẫn lấy? À, thế là cô không biết, khi lấy về thì cô mới biết đúng không? Ừ. Thế còn cái người đàn ông mà gây ra cái chuyện với cô kia là như thế nào? Rồi, tôi hiểu rồi. Thế là khi cô về làm dâu ở đó mới được có gần 2 năm thôi đúng không? Thì chồng cô bị bệnh tật thế, thế nên là cũng chưa sinh được con. Rồi, tôi hiểu rồi. Thì hôm đó là chồng cô bị lên cơn động kinh, đã định cắn lưỡi và đập đầu vào tường rồi. Và mẹ chồng cô phải đưa chồng cô đi đến thầy để chữa. Thế là chính hôm đó là tên chú ruột của chồng cô đúng không? Đã giở trò đồi bại với cô vào đêm hôm đấy à? Thế tôi hiểu nguyên nhân rồi. Thế là chính chú ruột của chồng cô đã lợi dụng cái hôm mà mẹ chồng cô và chồng cô không có nhà và một mình cô ở nhà đã giở trò đối bại với cô. Thế nhưng mà cho tôi hỏi là tại sao căn nhà đó sau nó lại bốc cháy, và lúc tên chú ruột đó có thế là lúc tên chú ruột vào là cô đã biết và cô đã muốn chống cự và không chống cự được, và hắn đã vẫn muốn giở trò đối bại với cô. Thế trong lúc cô chống cự thì là cái đèn dầu nó mới đổ ra và bốc cháy căn nhà. Thế nhưng mà tại sao tên chú ruột nó chạy được mà sao cô không chạy được, hay là như thế nào? À, thế là chú ruột chạy ra trước xong cô chạy ra sau, thế là hắn đã sợ nộ bại nộ và hắn lại đẩy cô quay lại đúng không? Rồi rồi, thế là cô đã chết cháy tại căn nhà đó. Thì thực sự là tôi cũng rất cảm thông với cô. Thế là tên chú ruột đó chưa làm gì được cô đúng không? Thế nhưng mà hắn sợ lộ nên hắn đã đẩy cô lại để cùng chết cháy với cái căn nhà đó. Thế thì cô cho tôi hỏi này, cô Bông này, thế sau khi cô mất đi và mẹ chồng cô và chồng cô về thì cô ở lại căn nhà đấy không hay như thế nào? À, thế là mẹ chồng cô mới chồng cô là vẫn ở đấy đúng không? Thế thì cô có về, muốn về trả thù và báo mộng cho chồng, nhưng mà à, rồi tôi hiểu rồi.
Thế là chính tên chú ruột đã lại thuê thầy Pháp chấn yểm cô, chấn cô vào trong một cái lỗ và vứt ra cái dòng sông đó. Thế là cô mới trôi về đến đây và cái nọ vỡ ra và cô mới thoát được ra đây, đúng không? Thế sau đó thì cô có quay về cái căn nhà đấy không? Thế là nó trôi về đây xa, thế là cô không nhớ đường về nhà nữa, đúng không? Đấy thì tôi cũng xin chia buồn với cô. Thì thực sự là tên chú ruột của chồng cô phải nói là một tên cầm thú. Tôi phải nói một cái dùng từ như thế. Chính vì hắn như vậy nên khiến cô đã căm hận, đúng không? Thì khi tôi đến đây là cô nghĩ là tôi đến đây có ý định gì làm hại cô. Thế sau đó thì tôi bảo tôi nhìn được cô, giao tiếp được với cô thì cô lại nghĩ là tôi giống như tên thầy Pháp kia lại chấn yểm cô và đến đây lại là hại cô, đúng không? Thì tôi thưa với cô là cô cũng đã biết tôi thì là người bình thường thôi, nhưng tôi được bề trên đã ban cho năng lực, một chút năng lực cũng như pháp bảo để tôi đi trợ duyên cũng như giúp đỡ tất cả những vong linh vất vưởng, thậm chí là những vong linh đang nầm đường lạc bước. Thì may sao là bề trên đã soi xét thấy cô và cho tôi được nhìn thấy cô, giao tiếp với cô như thế này, thì cũng ắt là do bề trên. Thì cô cho tôi hỏi thêm một chút nữa này, là cô ngụ, thời gian cô ngụ ở đây ấy, cô đã làm hại ai chưa, như kiểu đánh đuổi hay là làm hại người ta như cô làm với tôi chưa? Tại vì lúc tôi đến đây tầm độ đầu đường vào đây này thì là có một ông chú ngồi câu cá, chú ấy bảo là trong căn nhà hoang này có rất nhiều hiện tượng về tâm linh, thì tôi đoán là nói về cô, đúng không? À, thế là cô chưa hại ai, đúng không? Thì cái này cũng rất tốt. Thì bây giờ cô Bông ơi, thì tất cả những câu chuyện sự tình của cô ấy thì tôi đã hiểu được rồi. Thì tôi cũng có đôi lời muốn chia sẻ với cô như thế này. Thì sự việc của cô ấy thì cũng đã xảy ra cách đây gần 100 năm rồi. Thì như cô cũng đã biết, với cái thời gian đó thì cô cũng không thể sống được đến bây giờ, và gia đình chồng của cô và tên chú ruột của chồng cô nữa thì chắc chắn là cũng không còn sống được đến bây giờ nữa. Thì tôi cũng rất mong cô hãy hoan hỷ, buông bỏ tất cả những oán hận thù hận này đi, coi như đấy cũng là một cái nghiệp mà cô phải trải qua. Thì tôi mong là cô hãy buông bỏ tất cả, bỏ đi cô ạ. Tại vì như cô thấy đấy, 100 năm rồi, cái người mà gây ra cái sự việc với cô ấy là tên chú ruột của chồng cô. Chắc chắn một điều là ông ta cũng không thể còn sống được đến bây giờ nữa. Thì tôi rất mong cô hãy hoan hỉ, buông bỏ đi, buông bỏ tất cả đi. Chứ bây giờ cô thấy đấy, cô vất vưởng ở khu đất này, căn nhà hoang này, thì cô cũng không có lợi ích gì, cô cũng chỉ là một cái linh hồn vất vưởng thôi, đói khát. Và cô cứ mãi ôm cái lòng oán hận thù hận đó thì cô không thể buông bỏ để đi tu tập cũng như siêu thoát được. Thì mãi mãi cô chỉ là một cái vong linh vất vưởng thôi. Thậm chí cô biết đấy, có những người đã đến đây và đi qua đây đã nhìn thấy cô và người ta đã rất sợ, rất hoảng để bỏ ra về. Thì tôi cũng mong
là cô hãy hoan hỉ buông bỏ tất cả, không vất vưởng ở đây nữa, để cũng đỡ ảnh hưởng đến người dân xung quanh đây, nỡ người ta có đi qua hay làm gì ở đây thì vô tình người ta nhìn thấy cô thì người ta sợ, cũng có thể xảy ra một cái sự việc gì đó thì lúc đó cô cũng lại là mang thêm tội. Thì tôi cũng biết là cô chưa rửa được oan với chồng cô, ý là chồng cô chưa hiểu nguyên nhân tại sao cô bị chết cháy đúng không? Và cô muốn trả thù với tên chú ruột của chồng cô. Thì đấy, tôi cũng nói với cô rồi, chồng cô, mẹ chồng cô và tên chú ruột kia chắc chắn không còn sống nữa, nhưng lại oan oan tương báo. Giờ cô có giết, ví dụ cô có giết được cái ông chú ruột kia thì cô cũng có lấy lại được tính mạng của cô đâu, mà thêm oán hận thù hận rồi cứ oan oan tương báo như vậy đến bao giờ mới hết. Thì bây giờ tôi khuyên cô hãy buông bỏ tất cả để cô có thể đi tu tập và chờ ngày siêu thoát cô nhé. Thì bây giờ tôi có thể giúp cô mà, cô cũng biết là năng lực và pháp bảo trong tay của tôi rồi đấy, tôi có thể giúp cô không phải vất vưởng ở nơi đây nữa. Cô đi vào thế giới của bề trên tạo ra, cô tu tập trong đó, và khi bề trên đã soi xét là sẽ cho cô đi siêu thoát. Thì biết đâu ấy, sang kiếp sau thì cô lại có thể đầu thai vào cái gia đình chồng của cô, để cô với chồng cô lại tiếp tục được làm người thân của nhau, thay vào đấy còn hơn là cô vất vưởng ở đây đúng không? Thì đấy là cũng là cái mong muốn của tôi ấy. Thì vào trong thế giới của bề trên thì cô có thể nhìn thấy được về gia đình chồng của cô, gia đình của cô cũng như là tên chú ruột kia như thế nào. Chứ bây giờ tôi cách đây cả trăm năm rồi mà cô cũng không phải là ở đây thì tôi cũng không thể giúp được cô. Thì cô nghe tôi đi, cô đi buông bỏ tất cả đi nhá, để tôi giúp cô vào trong đó. Thì vào trong đó cô có thể tu tập cũng như nhìn được những gì cô muốn. Thì cô nghe lời tôi đi. Thế thì cô chờ nhé, để tôi giúp cô. À cô Bông ơi, thế thì bây giờ cô đã đồng ý với tôi thì cô có còn nuyến tiếc hay là thiếu thốn cái gì không để tôi giúp cô? À thế thì cô nghe lời tôi nhé, cô sẽ buông bỏ tất cả này, chắp tay lòng hướng về Phật và niệm Nam Mô A Di Đà Phật để tôi giúp cô nhé. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Thì là phải
Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô A Di Đà Phật, con lại chín phương trời, mười phương Phật, chư Phật mười phương, con lại các thần linh tổ địa ngụ tại khu đất này đã linh thiêng về đây chứng lễ, phù hộ giúp con có thể gặp và giao tiếp được với vong linh cô Bông tại đây. Thì nay con đã cảm hóa được cô, đã giúp được cô đi tu tập, buông bỏ tất cả, đi tu tập và theo thế giới của bề trên. Thì nay con xin cảm tạ các ngài đã linh thiêng về đây giúp con. Thì con xin các ngài hãy về đây để nhận tiền vàng, đi lo công việc cũng như là phù hộ giúp đỡ con, gia đình con luôn mạnh khỏe bình an để con hoàn thành tốt nhiệm vụ của bề trên. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nãy các ngài nhé, ngài hoan nghỉ để nhận tiền vàng, đi lo công việc, phù hộ giúp con, gia đình con luôn mạnh khỏe bình an. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.